Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Điều Tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước khi mặt trời mọc. Khi trời sáng, thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy, dù ở ngoài xã hội, họ là những tên giang hồ cộm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng đến khi bị kết án tử hình, tất cả đều có những diễn biến tâm lý khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Năm 2006, Ngô Văn Tuấn sinh năm 1987 và Lê Văn Hạnh sinh năm 1988 cùng trú tại Vĩnh Phúc đã rủ nhau lên Lào Cai để làm ăn. Thế nhưng hai thanh niên này vốn lười lao động, lại nghiện chất cấm nên những đồng lương ít ỏi từ việc làm thợ xây không đủ để đáp ứng nhu cầu của hai gã thanh niên. Bị những cơn vật thuốc hành hạ, Tuấn và Hạnh đã bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe ôm. Sau khi thống nhất, đêm muộn chúng đã đi bộ ra cầu Cốc Lếu. Trong người Hạnh đã thủ sẵn hung khí chuẩn bị từ trước. Đường phố vắng vẻ, chỉ còn lại vài ba người xe ôm vẫn đang kiên nhẫn đợi những vị khách cuối cùng. Sau vài vòng lượn tìm mồi, Tuấn và Hạnh đã quyết định chọn một người đàn ông lớn tuổi. Chúng đã lại gần, đề nghị người lái xe ôm chở vào khu kinh tế Kim Thành. Đúng với kịch bản đã được bàn bạc từ trước, khi đến đoạn đường xấu và vắng người qua lại, Tuấn đã giả vờ làm rơi chiếc dép. Khi người lái xe ôm dừng xe lại thì Tuấn và Hạnh đã lộ ra bộ mặt muốn xin tiền. Nhiều năm làm xe ôm ở vùng biên viễn, người lái xe tỏ ra rất cứng cỏi, không đồng ý và còn hô hoán tìm sự trợ giúp. Ngay lập tức, Hạnh đã rút hung khí mang theo người ra tấn công liên tục vào nạn nhân. Người lái xe đã ôm vết thương bỏ chạy thì liền bị Tuấn đuổi theo ôm chặt, để cho Hạnh dùng hung khí để tước đoạt mạng sống. Trong lúc giằng co, Hạnh đã tấn công nhầm trúng bàn tay trái của Tuấn, gây chảy huyết. Sau khi sát hại thành công người lái xe ôm, chúng đã định lấy đi chiếc xe máy, nhưng do chiếc xe không nổ nên cả hai đã bỏ lại rồi trốn đi. Nạn nhân được xác định là ông Lê Thái Hát, sinh năm 1964, trú tại thành phố Lào Cai. Kết luận giám định pháp y số 37 ngày 2 tháng 9 năm 2006 xác định nạn nhân thiệt mạng do suy hô hấp cấp, đa vết thương, mất huyết cấp do tác động của vật cứng có lưỡi sắc không được cứu chữa kịp thời. Chi tiết được đặc biệt chú ý trong bản giám định này là trên các phần đuôi xe máy có các vết huyết nhóm O trong khi nạn nhân là nhóm A. Các dấu vết huyết thu thập được tại hiện trường cho thấy dấu vết thu được trên biển số xe máy và trên hòn đá to của cùng một người nam giới, không phải là của nạn nhân. Với các căn cứ thu thập được, vào thời điểm đó, ban chuyên án đã xác định vụ án có đồng phạm. Trong một thời gian dài, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã liên tục lần tìm các manh mối của vụ án. Tuy nhiên, những thông tin thu thập được là quá ít, không đủ để dựng lên chân dung của nghi phạm sát hại ông Hát. Nên mặc dù rất quyết tâm điều tra, làm sáng rõ, trong suốt nhiều năm dòng, những manh mối về nghi phạm vẫn bật âm vô tín, thủ phạm vẫn bóng chim tăm cá. Về phần các hung thủ, sau cái đêm gây ra vụ án sát hại người lái xe ôm ở cầu Cốc Lếu đã bỏ trốn về quê ở Vĩnh Phúc. Cùng với thời gian, mỗi người đi một nơi. Hạnh thì lấy vợ sinh con rồi lên Sơn La sinh sống. Còn Tuấn năm 2020 lại gây ra một vụ sát hại người tại Vĩnh Phúc. Lần này Tuấn không thể trốn thoát như 15 năm trước. Gã đã bị kết án 13 năm tù cho hành vi tội ác của mình. Tại trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc, Tuấn đã quen biết một bạn tù. Trong một lần trò chuyện, bùi miệng Tuấn đã đem câu chuyện 15 năm trước hắn từng gây án ở Lào Cai để kể cho người bạn tù này. Người bạn tù này là nhân chứng của vụ án, sau đó được chuyển đến trại giam Tân Lập cải tạo, còn Tuấn cũng được chuyển đến một trại giam khác của Bộ Công an. Trong thời gian cải tạo tại trại tạm giam Tân Lập,
được sự cảm hóa giáo dục của các cán bộ quản giáo, nhân chứng đã kể lại toàn bộ chi tiết trên. Thông tin này sau đó đã được truyền đến công an tỉnh Lào Cai, cán bộ đội trọng án đã dựng lại các vụ cướp chưa rõ đối tượng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong nhiều năm qua, trong đó có những vụ đã bị đình chỉ điều tra lâu năm. Việc tìm kiếm chẳng khác gì là mò kim đáy bể bởi dữ liệu thu được là quá ít ỏi. Trong khi đó, vụ án đã xảy ra cách đây 15 năm, đối tượng đã có thời gian dài để tạo vỏ bọc, tránh đi sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trong trường hợp xác định được đối tượng nghi vấn thì cũng phải thu thập đủ chứng cứ, buộc đối tượng phải tâm phục khẩu phục. Quá trình rà soát, các trinh sát và điều tra viên đã phát hiện thông tin do nhân chứng cung cấp là trùng khớp với vụ cướp xảy ra vào ngày 28 tháng 8 năm 2006 tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Nạn nhân là ông Hát. Theo tài liệu ban đầu, thì vào thời điểm xảy ra vụ án có hai đối tượng là thanh niên đến cầu Cốc Lếu thuê nạn nhân Hát trở đi. Sau đó ông Hát không về và phát hiện đã qua đời. Do trời tối nên vào thời điểm đó các nhân chứng không nhận dạng được hai người thanh niên này. Hồ sơ đã được lật lại cho thấy mẫu huyết thu được của ông Hát thuộc nhóm A. Phân tích ADN từ các dấu vết thu được trên biển số xe máy, trên hòn đá to, trên chiếc dép trái ghi thu được tại hiện trường, trên áo nạn nhân cho thấy là của cùng một người nam giới, nhưng không phải là huyết của nạn nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã cử một mũi trinh sát tiến hành thu mẫu tóc và huyết của nghi can Tuấn. Đến cuối tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh Lào Cai đã nhận được kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an khẳng định một mẫu huyết thu được tại hiện trường của vụ án là Ngô Văn Tuấn. Từ căn cứ này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng đấu tranh với Tuấn. Dù là một kẻ côn đồ, từng nhiều lần ra tù vào tội, ngoan cố và lì lợm, nhưng điểm đột phá để các trinh sát hạ gục đối tượng này chính là những chứng cứ khoa học đầy sức thuyết phục. Khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, các trinh sát đã đưa ra chứng cứ khoa học là mẫu ADN và huyết. Đến lúc này, dù đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, nhưng Tuấn cũng đã toát mồ hôi và đành phải khai nhận toàn bộ vụ án, cùng đối tượng Hạnh gây ra vụ sát hại người cướp tài sản vào năm 2006. Từ lời khai của Tuấn, một tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh và truy bắt đối tượng Lê Văn Hạnh. Quá trình rà soát phát hiện, Hạnh đang ở cùng vợ ở tại Sơn La nên đã triệu tập về trụ sở để làm rõ. Khi bị bắt, Hạnh những tưởng tội ác của mình sau ngần ấy năm sẽ không còn bị ai tìm ra. Tại cơ quan công an, Hạnh và Tuấn đã thừa nhận đã gây ra vụ sát hại người, cướp tài sản tại Lào Cai. Nhưng có lẽ thời gian đã quá lâu nên lời khai về diễn biến của vụ án lại bất nhất giữa Hạnh và Tuấn. Để đối chất làm rõ hơn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án. Đến lúc này, những nút thắt trong vụ án đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Lưới trời lồng lộng nên dù có hẳn 15 năm lẩn trốn, nhưng những kẻ gây án vẫn không thoát khỏi. Và có một sự thật là Tuấn đã khai, anh ta luôn bị ám ảnh về tội lỗi đã gây ra. Đêm nào anh ta cũng nằm mơ, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, trong một lúc xúc động, anh ta đã buột miệng tiết lộ về vụ án. Trong trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai, gọi tắt là trại B5, có một khu vực được thiết kế hoàn toàn tách biệt với các dãy nhà tạm giam khác. Số lượng cán bộ canh gác dày đặc, nghiêm cấm các phạm nhân và các cán bộ không có nhiệm vụ ra vào khu vực này. Đó là khu nhà dành để giam giữ các phạm nhân mang án tử hình. Để được vào khu vực dành riêng giam giữ tử tù của trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai, chúng tôi phải nhận được bút phê và chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tôi là một trong số rất ít nhà báo, trước đó được phép tiếp cận các tử tù trong quá trình họ đợi thi hành án tại đây. Khoảng 10 chiến sĩ cảnh sát bảo vệ với đầy đủ công cụ hỗ trợ được huy động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đợt tiếp xúc này. Thông qua 5 cánh cổng của trại tạm giam, chúng tôi mới tiếp cận được với khu nhà giam giữ tử tù. Lúc này đã hơn 10 giờ sáng,
nhưng quan sát xung quanh thì tất cả như chỉ vừa mới bắt đầu bình minh. Với những người mà bản án tử hình được treo lơ lửng, đồng nghĩa với những cái chết đã được báo trước, thì họ lại càng lo sợ và khát khao sự sống hơn bao giờ hết. Việc thi hành án tử hình đối với phạm nhân được tiến hành trong đêm và không dự báo trước. Khi ban giám thị trại nhận được quyết định thi hành án, sẽ lên kế hoạch đầy đủ. Đối tượng bị thi hành chỉ được tiết lộ vào phút cuối khi cán bộ quản lý trại tạm giam đến mở cửa buồng giam, gọi tên phạm nhân ra cho ăn bữa ăn cơm cuối cùng, đưa một mảnh giấy để viết những dòng cuối đời cho người thân. Dẫu biết cái chết là không thể tránh được, nhưng đêm nào chúng tôi cũng hồi hộp lắng nghe xem có điều gì diễn ra không. Khi tiếng mở cửa buồng lách cách vang lên là biết trong số chúng tôi có kẻ sắp phải lìa đời, nhưng chưa biết đích thị là ai. Lúc ấy, tất cả như nín thở, không khí trầm lặng, ai nấy đều lẩm bẩm cầu nguyện, một tử tù tâm sự. Vì thế mỗi lúc đêm về, tất cả họ đều thức trắng, hồi hộp, đợi qua 5 giờ sáng, rồi mới bắt đầu đi ngủ. Chỉ khi thấy mặt trời ló dạng, họ mới biết là họ được sống thêm một ngày. Một cán bộ trại tạm giam cho biết hầu hết các phạm nhân, kể cả những đại bàng nổi tiếng lì lợm, thì lúc được cho ăn bữa cơm cuối cùng với khá nhiều món ngon nhưng đều không thể nuốt được. Đưa tay gắp thức ăn mà run lẩy bẩy, rồi lại buông đũa khóc nức nở như một đứa trẻ. Sau khi hoàn tất các thủ tục, phạm nhân được áp giải ra xe bít bùng thì ai nấy đều khuỵu gối, không thể bước đi được. Trong số những tử tù được tiếp xúc hôm ấy, tôi đặc biệt ấn tượng với phạm nhân Trần Anh Phúc, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Cần Thơ. Phúc là tử tù trẻ tuổi nhất trong số các phạm nhân đang chờ thi hành án tại trại giam công an tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng hành vi phạm tội của Phúc lại hết sức dã man, mà khi nhắc đến thì không ít người phải rợn tóc gáy. Khác với những gì tôi hình dung về tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, đi giữa hai hàng cảnh sát là một gã phạm nhân khệnh khạng, bước những sải chân siêu vẹo, lâu lâu lại chao đảo như người say rượu. Với làn da trắng muốt, dáng người nhỏ nhắn thư sinh nhưng lại mang ánh mắt hung tợn, Phúc bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đá. Với vẻ mặt bất cần, Trần Anh Phúc tỏ vẻ thách thức, hất hàm về phía tôi. Cho mấy điếu thuốc coi, cô là nhà báo hả? Không cần phải viết gì về tôi đâu, chỉ cần lên nói với ban giám thị trại giúp cho tôi được chết sớm là ok. Rồi vẫn sắc mặt lạnh tanh ấy, hắn từ chối trả lời tất cả mọi câu hỏi liên quan đến tội ác đã qua của mình. Tôi bắt đầu đề cập đến gia đình, về chuyện vợ con, như bị đánh động vào nơi sâu thẳm, tự đáy lòng của một con người, gã tử tù trẻ tuổi nhất bắt đầu lên tiếng. Chỉ khi nhắc đến đứa con trai bé bỏng, sớm thiếu vắng tình thương của người cha, thì khuôn mặt Phúc mới trùng xuống, ánh mắt xa xăm, y kể hành trình lưu lạc của đời mình cho đến ngày phạm tội. Phúc không biết ai đã sinh ra mình trên cõi đời này. Tuổi thơ của Phúc là những tháng ngày sống lang bạt đầu đường xó chợ bằng nghề trộm cắp vặt. Không có người thân, tôi luôn phải sống dưới ánh nhìn miệt thị khinh rẻ của mọi người xung quanh. Hận đời, tôi trở nên cộc cằn, hỗn láo với tất cả những ai nhìn mình với ánh mắt rẻ mạt. Người nào cũng chửi tôi là thằng mất dạy, họ không dám cho con cái đến gần, nên suốt ngày tôi tụ tập với bọn trộm cắp ngoài chợ, nhưng chúng nó cũng ăn hiếp, cướp hết đồ ăn, còn đánh đập tôi liên tục. Phúc nhớ lại. Không đủ sức mạnh tranh giành địa bàn với bọn côn đồ ở thành phố Cần Thơ, Phúc xin làm phụ hồ, học được cái nghề sơm nước và hắn cũng kiêm thêm nghề trộm cắp. Trai tứ xứ, gặp cái giang hồ, 16 tuổi Phúc có vợ nhưng cuộc sống tạm bợ chẳng ra gì. Ít lâu sau, hắn lại chung đụng với một cô gái khác và sinh được đứa con trai. Cuộc sống gia đình chẳng thể kéo dài hơn. Khi đứa trẻ được vài tháng tuổi thì Phúc chính thức chia tay vợ để tiếp tục cuộc sống lang thang. Khoảng cuối năm 2008, Phúc dạt vào đất Đồng Nai, sống nương nhờ nhà một người quen ở huyện Long Thành và nhanh chóng kết giao với một nhóm thanh niên hư hỏng trong xóm, tối ngày rượu chè bê tha. Chiều ngày 2 tháng 2 năm 2009, sau khi lai dai vải dị với nhóm bạn, Phúc chui vào vườn cây tràm gần đó, tìm chỗ ngả lưng cho mát. Vừa thiêu thiêu ngủ, Phúc thấy bóng một người phụ nữ, tên là Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1984, ngụ xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang chặt củi. Hắn bèn vờ đến hỏi thăm và ngỏ ý mượn dao để chặt củi giùm. Thấy gã đã nồng men say, chị Loan đòi dao lại nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Tức tưởi vì bị chị Loan chửi, Phúc chạy về nhà lấy dao thủ trong người,
quay lại vườn tràm với ý định dạy cho chị một bài học. Đến nơi, Phúc lao vào dùng vũ lực khống chế, bóp cổ chị Loan cho đến chết, rồi tiếp tục thực hiện hành vi đổi bại, cướp hết tài sản trên người nạn nhân, gồm dây chuyền, bông tai và một ít tiền trong túi. Để che giấu hành vi tội ác của mình, Phúc kéo thi thể nạn nhân đến bờ suối, mổ lấy nội tạng, thả trôi theo dòng nước, rồi dùng dây dù cột xác cô gái trẻ vào gốc tre, dìm xuống nước sâu. Kết thúc tội ác là việc Phúc rửa sạch vết máu trên người, rồi thản nhiên về nhà nằm ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, xác nạn nhân được phát hiện, Phúc cũng theo dòng người hiếu kỳ tìm đến hiện trường để xem. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Phúc bị công an đưa vào tầm ngắm và lệnh bắt khẩn cấp được thực thi. Tại cơ quan điều tra, sau vài giờ quanh co chối tội, trước những bằng chứng mà cơ quan điều tra đưa ra cùng với nhiều vết xước như móng tay người cào trên cơ thể, Phúc với cúi đầu khai đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 5 tháng 9 năm 2009, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình đối với bị can Trần Anh Phúc về 3 tội danh là giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Và mức án này được giữ nguyên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sau đó. Sau khi lá đơn xin tha tội chết của Phúc lên Chủ tịch nước bị bác, y rơi vào tuyệt vọng và viết tiếp một lá đơn xin được thi hành án sớm. Những ngày đầu vào trại tạm giam, tôi vô cùng ân hận trước tội lỗi của mình. Nhiều đêm liền không sao chợp mắt được vì hình ảnh Loan cứ hiện về ám ảnh. Tôi chỉ muốn chết đi để đền mạng cho cô ấy, nhưng nghĩ đến đứa con của mình thì tôi lại cố ngồi viết đơn xin được sống. Vì một phút không kiềm chế được bản thân trong cơn say mà tôi đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của một người phụ nữ hiền lành, khiến đứa con gái nhỏ của cô ấy rơi vào cảnh côi cút. Nói rồi, Phúc đưa tay ôm đầu. Vào trại tạm giam được vài ngày, Phúc xé quần áo treo cổ để tìm đến cái chết, như tự mình kết thúc sự giày xé tâm can về tội ác đã từng gây ra. Nhưng may mắn được các bạn tù phát hiện ngăn cản. Từ ngày hay tin chồng gây nên tội lỗi, bất kể là trời nắng hay mưa, hàng tháng vợ Phúc đều đi xe đò, ẵm con, tìm đến trại thăm nom. Khi thì miếng ruốc bông, hôm lại ít lương khô và chút ít tiền bạc. Phúc tâm sự, mỗi lần hai vợ chồng gặp nhau chỉ được khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu, nhưng chẳng ai nói được nên lời, chỉ còn biết cầm tay nhau mà khóc. Từ lúc bị Phúc bỏ rơi, người đàn bà tội nghiệp ấy từng ngày nặng gánh mưu sinh, nuôi nấng đứa con thơ dại. Nay chồng rơi vào vòng lao lý, lại phải lặn lội đường xá thăm nuôi, gõ cửa cơ quan chức năng, xin tha tội chết cho chồng để con mình không phải mồ côi cha. Những lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, Phúc lại càng yêu thương vợ con đến bội phần, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Những ngày trong trại, mỗi lúc nhớ đến gia đình, Phúc lại dùng ống hút nước để giành được, rút tỉa đan thành một vật hình trái tim, trên có dòng chữ cha nhớ nam và anh yêu em. Hôm tiếp xúc với chúng tôi tại trại tạm giam, Phúc cầm theo món quà đó trao cho tôi và nói: "Đây là tình yêu thương tôi dành cho gia đình, nhờ chị mang nó trao lại cho vợ con tôi để làm kỷ niệm. Hy vọng sau này, dù tôi đã mất đi, nhưng con tôi vẫn có thể hiểu được rằng tôi từng yêu thương nó đến nhường nào. Dẫu biết, đối với gia đình, tôi là kẻ chưa làm tròn trách nhiệm một người cha. Đối với xã hội, tôi là kẻ sát nhân, nhưng xin mọi người hãy tha thứ tất cả. Vì tôi, nay đã không còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm." Phúc nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Buổi trò chuyện kết thúc, Phúc chào tôi bước về buồng giam cùng với lời cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự của một kẻ sắp lìa đời. Sau một hồi nhìn theo bước chân của Phúc, tôi cũng đứng lên bước ra, tay vẫn cầm nguyên món quà nhỏ Phúc nhờ gửi cho người thân. Cánh cửa buồng giam đóng sầm lại, âm thanh kéo then cửa vang lên cót két trong cái nắng oi bức. Tôi rời khỏi cánh cửa trại giam mà trong lòng nặng trĩu và chợt suy nghĩ về những con người đã từng gây đau thương cho người khác, chúc cho mình cái chết để rồi lại khát khao sự sống trong vô vọng. Mỗi khi đêm xuống, gã lại lầm rầm cầu nguyện như sám hối về việc làm tội lỗi của mình, hòng mong tìm được một sự giải thoát. Song đâu có dễ, nhất là với một kẻ có tâm địa đen tối, bệnh hoạn như gã. Người đàn ông tội lỗi đêm nào cũng cầu nguyện ấy là Trần Ngọc Sáu, sinh năm 1962, trú tại thành phố Nam Định. Sáu đi tù về tội xâm hại, mà theo các bạn tù thì việc làm của hắn được liệt vào hàng sư phụ của những sát nhân, bởi thành tích 3 năm liền biến một bé gái con nhà hàng xóm
làm búp bê người lớn với những quỷ kế không ai tưởng. Chỉ là một kẻ có trình độ văn hóa bình thường, làm nghề sửa chữa xe đạp. Nhưng Sáu là một kẻ gian xảo, đầy thủ đoạn, không phải trong việc kiếm tiền, mà chỉ là chuyện giường chiếu. Chính vì sự khốn nạn ấy, mà từ ngày còn giam cầm đến khi ra trước vành móng ngựa rồi đi cải tạo, gã chưa một lần được người thân đoái hoài. Gần 3 năm trôi qua, kể từ khi việc gã khống chế, ép một nữ sinh để giở trò đồi bại bị vỡ lở. Có lẽ vợ con gã vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý nên không ai tới thăm gã. Một con người mà ngay cả ruột thịt cũng thấy ghê tởm. Xét về hình thức, gã không cao to nhưng có nước da trắng và hoạt ngôn nên ai tiếp xúc lần đầu cũng cảm thấy quý. Chính vì thế mà gã rất được lòng mọi người trong khu phố. Và ngay cả đám trẻ con cũng hay thường mang xe đạp ra hàng Bác Sáu nhờ sửa. Trong số đó, có một cô bé nhà đối diện với Sáu, cùng học lớp 8 với con gã nên hay sang nhà Sáu chơi, đôi khi ở lại để học bài cùng với bạn. Nét phổng phao, hồn nhiên và làn da trắng mỡ màng của cô bé khiến Sáu nảy sinh ý định xấu xa. Hắn quên phát rằng mình là một người đứng tuổi, vợ con đề huề. Trong đầu Sáu luôn thường trực ý nghĩ phải tìm cơ hội để chiếm đoạt thân thể cô bé hàng xóm, nên hay kiếm cớ sang nhà đối tượng, trò chuyện với bố mẹ cô bé, ra vẻ thân thiết. Một buổi chiều, vợ con vắng nhà, Sáu chạy sang hàng xóm. Thấy chỉ có cô bé ở nhà một mình, liền đóng sầm cánh cửa, rồi tấn công bằng màn vu khống có 102. Sáu bảo nhìn thấy cô bé có hành vi không chuẩn mực với anh trai và sẽ báo cáo việc này với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm. Khi cô bé đứng như chết lặng vì điều không đâu bay đến, Sáu thỏa thuận, muốn yên chuyện thì phải chiều hắn. Và ngay chiều hôm đó, gã đã đạt được mục đích của mình. Sau lần chiếm đoạt sự trong trắng của cô bé, gã tiếp tục dùng thủ đoạn trên để ép nữ sinh này phải phục vụ thú tính của mình với thỏa thuận. Một tuần phải hai lần sang nhà cho gã thỏa mãn để mua sự im lặng. Non dại và sợ chết điếng người, cô bé chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu, chấp nhận làm nô lệ của gã hàng xóm đốn mặt mà không dám hé răng nói với ai. Để không ai phát hiện ra việc làm của mình, gã còn đặt ám hiệu, bắt cô bé phải thực hiện. Như nếu nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn đổ một hồi rồi im, có nghĩa là cô bé phải tìm cách ra khỏi nhà để gặp gã. Hoặc nếu gã xuất hiện ở trường thì đồng nghĩa với việc cô bé này phải xin phép cô giáo đi về nhà cho gã thỏa mãn. Không chỉ hành sự ở nhà, nhiều lần thú tính nổi lên, Sáu dẫn cô bé vào bệnh viện, thỏa mãn ngay trong khu vệ sinh. 1 năm, 2 năm trôi qua, cô bé bị lạm dụng đã ý thức được sự tủi nhục của mình mỗi lần phải phục tùng kẻ bị ổi như Sáu, nhưng vẫn không đủ nghị lực kháng cự gã hàng xóm bẩn thỉu. Sự trốn tránh, thoái thác, trì hoãn của cô gái càng khiến cho sự thèm muốn trong con dê già này mỗi ngày một tăng. Giờ thì gã không chỉ bắt cô bé cho mình quan hệ mỗi tuần 2 lần nữa, mà bất kể lúc nào, hễ có hứng là lão đi tìm cô bé. Đã nhiều lần, gã đứng đợi ở cổng trường, chờ cô bé học xong là đón đi. Thậm chí, có lần, gã không đủ kiên nhẫn chờ cho hết buổi học, xông vào trường xin cho cô gái về vì ở nhà có việc. Tất cả những lần đó, gã đều đạt được mục đích, bởi bị hại không dám phản kháng hay nói lại một câu nào, vì sợ hãi. Khi anh trai cô bé xuất ngũ, gã giằn mặt bằng cách nhắc lại chuyện đặt điều trước đó với vợ chồng người hàng xóm, dù biết rằng sẽ nhận được sự cắt quan hệ xóm giềng. Trong suy nghĩ của kẻ tởm lợm như Sáu, thì từ phút này trở đi, nếu bị hại có tố giác gã, thì vừa không có bằng chứng, vừa là sự vu khống, bởi chính gã là người nói trước. Gã cẩn thận hơn trong việc gặp cô bé và thi thoảng lại nắn gân rằng đã rửa một đống ảnh hai người quan hệ. Chỉ cần cô bé lỡ hẹn là gã sẽ đem ra cổng trường giải chuyển đơn. Trước sức nặng của những câu nói ấy, nạn nhân lúc này đã là nữ sinh lớp 11, không dám trễ hẹn. Đến nơi là lặng lẽ cởi bỏ trang phục, nhẫn nhịn trong im lặng để gã làm gì tùy thích. Bí mật của hai người mãi tới giữa tháng 4 năm 2011 mới bị phát hiện, do người dì tình cờ thấy cháu gái bụng to bất thường đã đưa đi khám bệnh. Tuy nhiên, vì muốn giữ tiếng cho con và gia đình, nên mọi người đã cầu xin bác sĩ loại bỏ đứa bé trong bụng cô bé, rồi làm đơn tố cáo Sáu. Bị cơ quan công an triệu tập, Sáu luôn mồm khẳng định,
kẻ hại đời cô bé chính là người anh trai. Và vì gã dám nói ra sự thật nên bị đổ tội. Gã đinh ninh rằng khi cơ quan tiến hành điều tra thì giọt máu mà gã gửi cho người bị hại đã trôi theo dòng nước hoặc nằm lẫn trong đống rác thải của bệnh viện. Điều gã không ngờ là vì cái thai hơi lớn nên nó được chôn trong khuôn viên bệnh viện. Và cơ quan điều tra đã kịp thời lấy mẫu đưa đi xét nghiệm trước khi phân hủy. Kết quả giám định mẫu ADN đã không cho gã có cơ hội tìm một thủ đoạn quỷ quyệt khác để che đậy. Và với một việc làm đồi bại kéo dài trong 3 năm, gã bị kết án tù chung thân. Từ ngày vào trại giam, không đêm nào gã ngủ được vì cứ nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện cảnh đám đông tới dự tòa. Hình ảnh những cặp mắt căm phẫn, ghê tởm của người dân tới tòa, tiếng chửi rủa của họ cứ đuổi theo gã cho đến tận bây giờ. Đã nhiều lần, gã nổi gai người khi thấy bạn tù cùng buồng liếc ánh mắt đầy ác cảm về phía gã. Ngay cả mỗi khi bất chợt thấy họ cười nhạt, gã cũng sợ. Nhiều khi ngẫm lại những việc mình làm, gã cũng cảm thấy ghê tởm chính mình và không lý giải nổi tại sao lại có những suy nghĩ điên rồ đến vậy. Vợ con luôn ở bên, gã chưa một ngày phải thiếu thốn, đói khát chuyện chăn gối. Vậy thì tại sao gã lại nỡ làm thế với một cô bé đang tuổi lớn? Hỏi gã nghĩ gì nếu nạn nhân là con gái mình? Gã không trả lời nổi, miệng ngắc ngứ như vướng gì trong cổ họng. Rồi gã khóc. Nước mắt của sự ăn năn, dai dứt và cay đắng. Đã gần một năm nay, kể từ khi đi thi hành án, gã chưa nhận được bất cứ tin tức nào về gia đình. Vợ con không vào thăm, thậm chí viết cho gã vài dòng cũng không nốt. Cho dù gã đã vài lần viết thư về tạ tội. Rồi như tự an ủi mình, gã gượng cười bảo, dù có tủi thân vì không được thăm nuôi, thì dẫu sao gã vẫn còn sung sướng hơn vợ con rất nhiều. Nhắc tới vợ con ở nhà, gã lại trào nước mắt, khuôn mặt bợt bạt, khắc khoải. Phút cuối, Sáu cố nặn một nụ cười, nhưng khuôn mặt méo mó của gã không đủ che lấp một sự thật. Sự thật về sự trừng phạt của lương tâm mà hàng đêm gã đang phải đối mặt, nặng nề và dai dứt. Giây phút cuối của tên tử tù giết mẹ liệt sĩ, 90 tuổi. Sau 2 năm, từ năm 2009 đến năm 2011, chờ thi hành án tại trại tạm giam, tử tù Nguyễn Thái Bảo, sinh năm 1991, ở bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, với tội danh giết người cướp tài sản đối với mẹ liệt sĩ Lê Thị Còi ở bản Khe Ngang, gây nhiều phẫn uất trong dư luận nhân dân, đã đến lúc phải trả cái giá của mình. 4 giờ 30 phút, một ngày cuối tháng 4 năm 2011. Trước mặt tôi, Bảo gầy hơn so với lần trước tôi gặp khi vừa mới bị bắt. Trong căn phòng gặp gỡ chưa đầy 10 mét vuông, hôm nay đông hơn thường lệ, trong khi hội đồng thi hành án và các cán bộ trại tạm giam đang tất bật chuẩn bị cho công việc cuối cùng để loại bỏ một con người ra khỏi đời sống xã hội. Thi tử tù được một đặc ân là được viết lá thư cuối cùng. Những nét chữ đều và thẳng tắp được tử tù cẩn thận viết trong lá thư cuối cùng gửi cho gia đình trước giờ ra pháp trường. Ba, mẹ, hôm nay là ngày con phải trả giá cho những lỗi lầm của con gây ra. Con đã xa ba mẹ và gia đình đã được hơn 2 năm rồi. Đến hôm nay thì thật sự con phải xa ba mẹ và em mãi mãi. Con mong là sau này con không còn nữa, ba mẹ và em vẫn cứ sống cho thật tốt. Đừng quá đau buồn vì con. Ba, mẹ và em hãy tha lỗi cho con vì đã không thể chăm sóc được ba mẹ và em. Ba mẹ và em khi nghe tin con thi hành án thì đừng có đau buồn nhiều nữa. Hãy cố gắng coi như là con đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Con rất muốn viết để tâm sự với ba mẹ và gia đình thật nhiều nữa. Nhưng cuộc sống của con bây giờ chỉ được tính bằng giờ nữa thôi. Con cũng chẳng có gì hơn, mong ba mẹ và những ai đã hy vọng về con đừng quá đau buồn, hãy giữ gìn sức khỏe để sống tiếp cho ba mẹ, cho em và cả cho con nữa. Em gái thân mến, anh đã sắp xa ba mẹ và em, lần này là mãi mãi. Anh chỉ muốn nhờ em hãy thay anh chăm sóc ba mẹ, hãy sống cho cả anh nữa nhé. Cố gắng học tập, nghe lời ba mẹ
đừng để ba mẹ buồn. Anh đến lúc này thì anh cũng có thể chỉ nói với em như thế thôi. Chúc em sức khỏe và nhớ nghe lời anh, nghe chưa? Bữa cơm cuối cùng khá thịnh soạn của một tử tù trước giờ ra pháp trường được bày ra. Ăn đi, kéo đói Bảo ơi, tiếng của một chị nuôi từ cửa sổ vọng vào. Từ chối bữa ăn, Bảo xin điếu thuốc, rít liên hồi. Hai bàn tay Bảo run liên hồi, khuôn mặt thì tái nhợt. 5 giờ, hai cán bộ dìu Bảo lên xe chở phạm nhân và tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khô khốc khiến Bảo giật mình. Chiếc xe lao đi vun vút, cùng ngồi sau thùng xe với tử tù. Như đã quá hiểu với tâm trạng của những tử tù trước giờ ra pháp trường, một cán bộ trại giam vừa trấn an và kể câu chuyện một tử tù khác trước giờ đến pháp trường. Chuyện một tử tù đã vui vẻ hát tặng cho cán bộ và còn kể những câu chuyện tình cảm riêng tư của mình cho cán bộ nghe, rồi chân thành nói lời cảm ơn cán bộ quản giáo đã giúp đỡ mình trong thời gian ở trại và thanh thản đón nhận điều sắp xảy đến với bản thân hết sức nhẹ nhàng, như luật đời người ta thường nói là có ăn có trả. Bảo lặng thinh, một số câu hỏi được Bảo trả lời nhát gừng và dường như muốn dành thời gian còn lại để nghĩ về điều gì đó. Thoáng thấy tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, xin cán bộ cho em nghe tí nhạc, Bảo cất lời. Cán bộ mở cho em nghe bài Trở Về Cát Bụi, lời của Bảo như hồi thúc. Sao em lại thích bài này? Mới thích hay lâu rồi? Tôi vội hỏi như để lý giải tâm trạng của Bảo. Khuôn mặt tái nhợt, lặng thinh, Bảo nhìn xa xăm như vô định. Một bài hát được phát ra từ chiếc điện thoại của một cán bộ dẫn giải ngồi cạnh. Y trầm ngâm thưởng thức, không biết Y đang nghĩ gì. Y đang nghĩ đến bố mẹ và những người thân của Y hay nghĩ đến tội ác tài đình mà Y đã gây ra. Giờ phút này, hẳn là Y mới cảm nhận được giá trị của sự sống, cảm nhận được thời gian trôi nhanh đến mức nào. Kẻ gieo gió, phải gặt bão, âu đó cũng là chân lý muôn đời. Chung cảm nhận với những người cùng đến pháp trường để tiễn đưa, chúng tôi vừa trách, vừa giận, nhưng cũng vừa thương kẻ tội đồ. Y còn quá trẻ, gia đình Y chỉ có mình Y là con trai. Bao nhiêu hy vọng, niềm tin và tương lai đang còn rộng mở phía trước đối với Bảo. Ấy thế mà, chỉ vì một phút nông nổi, a dua theo bạn bè, mà giờ đây Bảo phải trả cái giá quá đắt, cái giá bằng chính cả sinh mạng của mình. Giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng là khi mà một tử tù biết được giá trị của sự sống. Y chấp hành rất tốt, ít nói, nhưng rất được các bạn tù khác quý mến. Nhờ xác định trước cái giá phải trả của mình, cùng với sự động viên thăm hỏi thường xuyên của gia đình, vì thế mà Y không có những hành vi sốc nổi bất cần đời như những bạn tử tù trước đây, một cán bộ trại giam nhận xét. Vốn rất khéo tay, những gói mì tôm và túi ni lông đựng đồ ăn được Bảo giữ lại cẩn thận, tỉ mỉ, kéo giãn ra, rồi xe lại với nhau thành từng sợi nhỏ và khéo léo, đan thành những món đồ chơi rất đẹp. Con tôm, Bảo phải mất hơn một tuần. Con thuyền thì có khi phải mất nửa tháng. Thế nhưng sau khi làm xong thì Bảo đều tặng cho các bạn tù của mình để tặng lại người thân, một bạn tù của Bảo kể lại. 5 giờ 30 phút sáng, chiếc xe chở tử tù Nguyễn Thái Bảo đỗ ngay ngắn gần cây cột gỗ cao hơn 2 mét được dựng sẵn từ chiều hôm trước ở khu vực trường bắn tiểu khu Trạng, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Những khâu chuẩn bị đã được các đơn vị trong hội đồng thi hành án tiến hành khẩn trương nhưng hết sức chu đáo và đúng pháp luật. Vị chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình đọc các quyết định tử hình, tóm tắt quá trình phạm tội của Bảo, bác đơn xin tha tội chết của chủ tịch nước và các quyết định có liên quan. Kẻ phạm tội ác phải đền tội, mọi sự ân hận đều đã quá muộn màng. Tội ác của tên tử tù giết mẹ liệt sĩ 90 tuổi. Trước đó khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2009, phát hiện bà Lê Thị Cỏi, sinh năm 1920, là mẹ liệt sĩ, ra khỏi nhà. Nguyễn Thái Bảo lập tức đột nhập để trộm cắp tài sản. Ngày 16 tháng 7 năm 2009, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án giết mẹ liệt sĩ rồi cướp tài sản xảy ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2009 tại bản Khay Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, gây xôn xao dư luận. Bị cáo là Nguyễn Thái Bảo, sinh năm 1991, trú tại bản Khay Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
từ sáng sớm, mặc cho tiết trời ở Quảng Bình có mưa to, phòng xử án vẫn chật kín người đến chứng kiến. Pháp luật trừng trị kẻ nhẫn tâm giết mẹ liệt sĩ tuổi đã gần 90 để cướp tài sản. Trong đó có không ít người thân của bị cáo. Theo như kết quả điều tra cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, thì do ở gần nhà bà Lê Thị Cỏi, sinh năm 1920, nên Bảo đã đột nhập vào nhà bà để trộm tài sản khi bà Cỏi ra ngoài. Đang trong lúc lục tìm tài sản để trộm thì bà Cỏi trở về nhà. Khi bà Cỏi đi vào, sợ bị phát hiện, Bảo dùng hai tay vòng ra phía trước bịt mặt và xoay người bà Cỏi về phía tường nhà để chạy trốn. Do biết mặt đứa cháu trong xóm nên bà Cỏi nói, mi mân chi dứa, Bảo. Sợ bị lộ chuyện đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm tài sản, nên ngay tức khắc y dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng của bà Cỏi. Sau khi bà vùng vẫy, làm cả hai người ngã xuống nền nhà. Do còn trẻ nên Bảo đã vùng lên, tiếp tục dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng của bà Cỏi. Được khoảng 10 phút, thấy bà không vùng vẫy thì y mới chịu thả tay ra. Trong quá trình dùng tay bóp chặt miệng và mũi, Bảo phát hiện là bà Cỏi có giấu tiền và vàng trong người. Nên khi bà tắt thở, y mở túi vải buộc phía trong lưng quần bà, lấy túi ni lông đựng 15,5 chỉ vàng 9999 và 4.080.000 đồng. Sau khi lấy được tiền và vàng, Bảo đi vòng ra phía sau nhà bếp để trốn thoát thì thấy một song nhôm chứa khoảng 40 lít nước. Y nảy sinh ý định dìm đầu bà vào cho chết hẳn nên bê song vào bếp, sau đó kéo bà xuống rồi dùng tay đè úp mặt bà Cỏi vào trong nước cho đến khi chết hẳn mới chịu thả ra và trở về nhà coi như là không có chuyện gì xảy ra. Số tiền cướp được, Bảo đem về giấu vào vali. Còn vàng thì bỏ vào lon bia Huda chôn ở phía sau nhà. Gần 10 ngày sau, Bảo lấy số vàng cướp được đem đi bán tại hiệu vàng Ngọc Phương ở thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, lấy 27.660.000 đồng. Sau khi có tiền, y mua 3 điện thoại di động và một số tư trang cá nhân khác rồi trốn vào tỉnh Thừa Thiên Huế ăn chơi cho đến ngày bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình bắt tạm giữ vào ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tại bản giám định pháp y số 23 ngày 20 tháng 2 năm 2009 của Trung tâm Giám định Y khoa Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận nạn nhân tử vong do suy hô hấp cấp là hậu quả của sự cản trở đường thở dẫn đến trụy tim mạch và thiếu oxy não. Ngày 2 tháng 3 năm 2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo về hai tội giết người và cướp tài sản. Được biết, bà Cỏi là mẹ liệt sĩ vì có hai người con đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Còn bốn người con đang sống là anh Nguyễn Văn Sướng, Nguyễn Văn Công, chị Nguyễn Thị Xem và Nguyễn Thị Mận. Trước khi chết, bà Cỏi ở cùng nhà với anh Công. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội do mình gây ra và mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, bị cáo tuy tuổi đời còn rất trẻ, khi gây án thì vừa tròn 18 tuổi, nhưng thực hiện hành vi rất dã man. Sau khi gây án, lại thực hiện và che giấu. Vì vậy, với tội giết người, bị cáo lãnh mức án tử hình, còn tội cướp tài sản thì tòa tuyên 7 năm tù. Theo quy định tại khoản 1 điều 50 Bộ Luật Hình sự, tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Thái Bảo phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Ngoài ra, về dân sự thì buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần, thiệt hại về tài sản, v.v. Ba giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 năm 2000, tức ngày mồng 1 Tết năm Canh Thìn, bà Võ Thị C, ngụ ấp Muôn Nghiệp, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, hốt hoảng khi phát hiện mẹ chồng là bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1931, ngụ cùng ấp, trong tình trạng lõa thể, đang nằm rên ngoài đồng, cách nhà khoảng 150m, trên mặt có nhiều vết máu. Đến 11 giờ cùng ngày, bà Lan qua đời tại bệnh viện. Trước lúc chết, bà Lan chăn chối, đã bị làm nhục, bị đâm và bị cướp sạch tiền, vàng, nhưng không nói rõ ai là hung thủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường ghi nhận nơi xảy ra vụ án mạng là cánh đồng trống thuộc ấp Muôn Nghiệp.
Tại đây, công an phát hiện có 2 vũng máu, 2 chiếc dép nhựa, 1 quần lót nữ, 1 quần dài, 1 đoạn dây vải dài và 1 quần lót nam màu xanh đậm, viền sọc trắng. Tử thi có 6 vết thương, 2 mắt bị xuất huyết và bầm tụ máu, miệng và 2 môi đều bị dập, răng hàm trên bị gãy, có dấu hiệu bị xâm hại, tổn thương nghiêm trọng. Theo kết quả giám định pháp y, bà Lan chết là do bị suy hô hấp phù nề, vùng cổ, vùng khí quản, dẫn đến nhồi máu cơ tim. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ án giết người do cùng một hung thủ gây ra với thủ đoạn vô cùng độc ác. Ngày 6 tháng 2 năm 2000, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và xâm hại. Hai điều tra viên gạo cội là Phan Tấn Ca, nay là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang, và Cao Long Thành được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra truy xét nội tình vụ án. Thông tin ban đầu ghi nhận được, bà Lan mắc bệnh tâm thần từ hơn 30 năm nay, sống với chồng và 6 người con tại ấp Môn Nghiệp. Trước khi bị xâm hại, trong đêm ngày 4 tháng 2 năm 2000, tức đêm giao thừa Xuân Canh Thìn, bà Lan vẫn còn ngủ trong nhà bình thường. Đến khoảng 3 giờ 30 ngày 5 tháng 2, bà ra đồng để đi vệ sinh. Khoảng hơn 1 giờ sau thì mọi người phát hiện ra sự việc bà Lan bị sát hại. Gia đình phát hiện bà Lan đã bị mất toàn bộ số tài sản, gồm 4 chiếc nhẫn là vàng giả và hơn 200.000 đồng. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra phán đoán hung thủ có thể là người sinh sống tại địa phương, có quen biết với bà Lan nên biết rõ thói quen đi lại sinh hoạt của bà. Đến khi có cơ hội ra tay để cướp tài sản và thỏa mãn dục vọng đê hèn. Một người dân địa phương là Đỗ Văn Cho cho biết, rạng sáng ngày 5 tháng 2, khi thức dậy súc miệng, bất ngờ ông nghe thấy có tiếng người thanh niên đi bộ hỏi anh bạn đi cùng là mắt mày có thấy rõ không? Nhưng người kia không trả lời. Do giọng nói của gã thanh niên lè nhè có thể là đã uống bia rượu nên say xỉn, nên ông không thể nhận ra được đó là giọng nói của ai. Ngay sau đó, hai điều tra viên đã tiến hành rà soát những đối tượng đã tham gia nhậu nhẹt trong đêm giao thừa Xuân Canh Thìn. Qua đó phát hiện, trong đêm bà Lan bị sát hại, tại hộ ông Trần Văn Nâng, tên thường gọi là Bày Chép, có tổ chức tiệc tùng ăn nhậu giữa gia đình với anh em, họ hàng, lối xóm, vân vân. Nhậu đến hơn 3 giờ, Huỳnh Văn Hồng, sinh năm 1976, và người bạn thân là Huỳnh Thanh Sang, biệt danh là Cu, sinh năm 1982, cùng ngụ tại địa phương. Hai người là khách mời của gia đình ông Nâng đã ra về theo hướng đi ngang qua nơi bà Lan bị giết chết. Ngoài ra, một người dân địa phương cho biết Hồng làm nghề in lụa ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Y từng nổi danh về những thành tích bất hảo như nhậu nhẹt, quậy phá, đánh người gây thương tích. Nghiêm trọng hơn, gã thường chặn đường các nữ học sinh và cô giáo để giờ cho sàm sỡ, đã từng bị địa phương đưa ra kiểm điểm trước dân và cho gia đình bảo lãnh giáo dục. Bà Nguyễn Thị Láng, sinh năm 1950, ngụ tại ấp Môn Nghiệp, là mẹ của Hồng, đã cho biết, gần 5 giờ ngày 5 tháng 2, Hồng đi bộ về nhà trong khi mặc quần sóc, ở trần, không mang dép, trên hai bàn tay có dính nhiều máu. Thế vậy, bà buồn miệng hỏi, mày đi đâu mà giờ này mới về, sao tay dính nhiều máu vậy? Hồng trả lời tỉnh bơ, con đi chơi và đánh lộn ở xóm tre, bị hơn chục thằng đánh con tét đầu. Thế vậy, anh trai của Hồng định xem vết thương nặng nhẹ, nhưng Hồng gạt tay và bảo, đây là chuyện riêng để tự tôi giải quyết. Sau đó, Hồng múc nước rửa chân rồi đi ngủ. 22 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2000, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét và phát hiện trên thân thể tên Hồng có nhiều nơi xây sát. Qua đấu tranh, ban đầu Hồng chỉ khai nhận là có thực hiện hành vi đồi bại với bà Lan do say rượu không kiềm chế được bản thân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hồng đã phải khai nhận tội ác của mình. Sau chầu nhậu ở nhà ông Trần Văn Năng, là chầu nhậu thứ tư của Hồng trong ngày 4 tháng 2 năm 2000, đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2, Hồng cùng với Huỳnh Thanh Sang ra về. Khi đi ngang qua nhà của ông Đỗ Văn Cho, bất ngờ Hồng gặp bà Phan Thị Lan đang đi bộ một mình, hướng ngược chiều. Hồng liền hỏi, bà đi đâu khuya vậy bà Tám, tên thường gọi của bà Lan tại địa phương. Nhưng bà Lan không trả lời. Sang đi trước về nhà, riêng Hồng do nảy sinh ý định xâm hại bà Lan nên đã quay trở lại. Lúc này, bà Lan vừa đi vệ sinh xong, Hồng liền nhào tới, kéo bà Lan xuống ruộng. Bà Lan chống cự la lên, buông tao ra, liền bị Hồng tát liên tiếp vào mặt, té chúi nhủi vào đống rơm. Sau khi thỏa mãn nhục dục, nghe tiếng bà Lan gào thét, trời ơi, nó giết chết tôi. Hồng liền nhặt lấy cây ngó bần khô ở gần đám lát, đâm liên tiếp, cho đến khi bà Lan nằm im thì gã mới chịu dừng tay. Liền đó, gã liền lục soát người bà Lan, lấy 4 chiếc nhẫn và gói tiền, bỏ vào túi. Lúc này, trời gần hừng sáng, sợ bị người đi đường phát hiện, Hồng băng qua đường ruộng về nhà. Về đến nhà, Hồng mới chợt nhớ là bà Lan thường có thói quen xài vàng giả nên đã lượng số vàng vừa cướp được xuống kênh sau nhà.
Riêng số tiền là 204 triệu đồng, Hồng đưa cho mẹ cất giữ, nhưng không nói là tiền do phạm tội mà có. Ngày 14 tháng 2 năm 2000, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tiền Giang đã khởi tố Huỳnh Văn Hồng về các hành vi giết người, xâm hại. Cuối năm 2000, Hồng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình. Đến giờ, nhiều người dân xã Minh Hòa, Hữu Lũng, Lạng Sơn vẫn kinh hãi khi nhắc đến vụ án mạng xảy ra đúng vào ngày Quốc Khánh cách đây vài năm. Chỉ vì những mâu thuẫn gia đình triền miên không lối thoát, Lục Văn Cường đã chút lên đầu đứa cháu vô tội của mình hai nhát dao chí mạng. Người ta không khỏi căm phẫn vì hành vi tàn độc man dợ của ông chú mất nhân tính này khi đang tâm hạ sát cho bé, chưa đầy 3 tuổi. Và tất cả bắt nguồn từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Năm 2004, Cường kết hôn với chị Lăng Thị Thuận là người cùng xã. Cuộc sống vợ chồng cũng chỉ hạnh phúc được mấy năm đầu. Nhưng kể từ sau khi chị Thuận sinh con, kinh tế gia đình khó khăn, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Lý do thì nhiều, nhưng chủ yếu bắt nguồn từ việc Thuận thường xuyên phải đi làm xa, không có thời gian quan tâm đến mọi việc trong gia đình, nên tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà rạn nứt. Mỗi lần cãi vã, Thuận thường bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tình trạng đó kéo dài đến khoảng đầu năm 2010 thì hai vợ chồng Cường chính thức ly thân. Thuận dọn đồ đạc về nhà bố mẹ ở ít ngày rồi bỏ xuống Lục Ngạn, Bắc Giang để làm thuê. Chán cảnh gà trống nuôi con, Cường thỉnh thoảng gọi điện mong vợ quay về đoàn tụ gia đình, nhưng Thuận nhất quyết không đồng ý. Ngày 2 tháng 9 năm 2011, sau khi biết tin vợ mình mới về và đang ở nhà anh trai ruột là Lăng Văn Vang, Cường tức tốc sang tìm. Trên đường đi, Cường nhiều lần gọi điện cho vợ nhưng đều từ chối hoặc không nghe máy. Khi sang đến nhà vợ, anh Cường mượn điện thoại của anh Vang để gọi. Ban đầu, Thuận cũng nghe, nhưng sau phát hiện ra chồng gọi thì chị ta cúp máy. Cường trả lại điện thoại cho anh Vang rồi tức giận bỏ ra quán ngồi uống rượu giải khuây. Càng uống, càng uất ức, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Cường về nhà lấy một con dao rồi tiếp tục đến nhà anh Vang lần nữa, quyết tìm vợ cho bằng được. Lúc này, anh Vang đang phát cỏ trong vườn. Hai con anh là cháu Lăng Thị Nguyệt và Lăng Tuấn Mờ cũng ngồi chơi gần đó. Cường lại mượn điện thoại của anh Vang để gọi vợ. Lần này thì Thuận nghe máy. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Cường nói muốn vợ quay về chung sống nhưng Thuận không đồng ý. Quá uất ức, Cường dọa nếu cô không về tôi sẽ giết người để vào tù. Nghĩ chồng mình chỉ nóng giận nên mới nói như vậy, Thuận thách thức. Tôi cũng đã xác định rồi, vợ chồng không sống với nhau được nữa. Còn tùy anh, muốn chém ai thì chém, muốn giết ai thì giết. Thuận cũng không ngờ, chỉ vì câu nói không suy nghĩ ấy của mình mà đẩy Cường vào cơn điên loạn. Như con thú hoang bị dồn đến chân tường, Cường gây án không chút đắn đo. Khi liếc trông thấy hai đứa con anh Vang đang ngồi chơi ở gần đó, Cường cầm dao tiến lại gần rồi vung lên chém liền hai nhát vào đầu cháu Mờ. Dù được bố đưa đi cấp cứu, nhưng vì hai vết thương quá nặng, cháu Lương Tuấn Mờ đã chết trên đường đến bệnh viện, Lục Văn Cường bị bắt và lĩnh án tử hình. Hành động dồ dại mất nhân tính của Cường đã phải trả giá, nhưng đằng sau vụ án thương tâm này còn đọng lại rất nhiều nỗi đau dai dẳng khác. Trong một phút không kìm chế được bản thân, Lục Văn Cường không chỉ tước đi sinh mạng một cháu bé chưa đầy 3 tuổi mà còn đẩy chính anh ta lên đến đoạn đầu đài. Và cũng vì hai nhát dao oan nghiệt đó đã khiến hai bà mẹ đớn đau hóa đá. Một người mới ngoài 30 tuổi tiễn con thơ về nơi chín suối, người kia ngoài 60 tuổi đưa con mình vào chốn biệt giam chờ ngày dựa cột. Mỗi người một hoàn cảnh, nỗi đau nào cũng lớn lao. Kể từ khi con trai mất, chị Lành Thị Hương cũng gác lại chuyện đi làm thuê dưới thành phố để ở nhà chăm sóc chồng và cô con gái. Mỗi bữa cơm, chị thường chuẩn bị thêm một cái bát, một đôi đũa để vào vị trí mà cháu Minh lúc còn sống vẫn hay ngồi. Chị bảo lỡ cháu có về thì còn có bát để mà ăn. Đêm xuống, chị lại lôi mấy cái ảnh con trong điện thoại ra để ngắm nghía. Còn chồng chị là anh Lăng Văn Vang cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao. Nỗi đau mất con làm anh trông già đi đến hàng chục tuổi. Từ bấy đến giờ, lúc nào anh cũng tự trách mình đã không bảo vệ được con trước lưỡi dao của tên thủ ác. Trong trại giam, Lục Văn Cường lý giải rằng hành động của mình lúc đó là do bồng bột, nóng giận, thiếu suy nghĩ, hệ quả của việc không được ăn học đàng hoàng. Nhưng dù có biện minh hay bấu víu vào lý do gì đi chăng nữa, Cường cũng không thể phủ nhận hành vi tàn độc của mình. Dù có tiếc nuối, ân hận rất nhiều, nhưng tất cả đối với Cường đã là quá muộn. Đêm nào, Cường cũng chỉ nghĩ đến đứa con thơ dại. Cường bảo, giá như anh ta bình tâm để giải quyết những mâu thuẫn khúc mắc giữa vợ chồng một cách êm thấm thì đâu đến nỗi. Đồng thời, Cường cũng không quên hờn trách vợ,
đại ý rằng giá như Thuận nghe máy, không từ chối một cách phũ phàng như thế thì đâu đến nỗi đẩy anh ta vào cơn điên loạn. Giá như cô ấy không buông lời thách đố. Kể từ khi Cường bị bắt, lĩnh án tử rồi vào buồng biệt giam chờ ngày trả án, vợ Cường là Lăng Thị Thuận cũng bỏ nhà đi biệt tích. Con trai thì về ở với ông bà. Bố mẹ Cường năm nay đều ngoài 60, tuổi già như lá vàng trước gió. Từ ngày con trai mình gây ra thảm án, hai vợ chồng già sống khép mình trong một căn nhà hoang nằm biệt lập trên nóc một quả đồi. Vốn dĩ đã thuộc diện hộ nghèo nhất nhì của xã, nay lại phải chăm sóc cho đứa cháu nội, cuộc sống của ông bà càng thêm khốn khó. Nhưng những thiếu thốn về vật chất đó, nó cũng không thấm tháp gì so với nỗi đau về tinh thần mà ông bà phải gánh chịu. Đã đi gần hết cuộc đời, tưởng sẽ được hưởng cảnh điên viên lúc tuổi già, nào ngờ bao đớn đau tai họa ập xuống, khiến vợ chồng ông dường như không có cách nào gượng dậy. Ông bà chỉ lo sau này mình về với tổ tiên, không biết tương lai của đứa cháu nội sẽ ra sao, ai sẽ chăm lo, nuôi nấng cháu thành người. Trong mái đầu non nớt của con trai Cường, cháu Lục Đức Long cũng lờ mờ nhận ra sự vắng mặt lâu ngày của cả bố và mẹ. Ai hỏi thăm thì Long cũng rành rẽ rằng bố cháu đi tù, còn mẹ báo đi rồi. Mỗi lần ông bà cho vào chạy thì Long đều ôm giết lấy cổ bố, hôn hít mãi không thôi. Những lúc đó, Cường chỉ lặng lẽ khóc. Có lẽ chút tình phụ tử ấy sẽ là nguồn động viên an ủi cho một kẻ tử tù như Lục Văn Cường trong chuỗi ngày phía trước. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả, bản án lương tâm sẽ đeo đẳng, dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai từ giá như, thì dường như đều đã không còn lối quay về.